các bạn, Tám đang ở cái chỗ khách sạn Mandala Bay. Ở đây có một cái hồ bơi rất là đẹp. Bây giờ Tám với lại Lily sẽ đỡ sẽ đi ra hồ bơi chiếu cho các bạn coi nha. Ở đây nó có mấy cái biển nhân tạo, mấy cái biểu tượng, mấy cái vòi vòi nó phun nước nè. Thôi mình đi tiếp, đi dân dù đi nha. Bơi ở đây như là nó làm giống như là biển như nó có cát nè. Đi ở đây nha. Cát nè, như là cái cát. Cát nó nóng quá luôn. Mandala Bay đó. Ủa có sóng luôn. Sóng luôn. Vô nha, nắng quá các bạn. 100 độ F. Quay mặt cái điện thoại tao nó nóng hổi luôn á. Đi vô. Cái bà nó nằm phơi nắng. Bên này là có một cái dòng sông lười. Em dắt chị đi xì xa ba lá, em quay cái sắp mình đồ đẹp lắm. À. Đi ra đây. Trời ơi. Người nước ngoài người ta nằm người ta phơi nắng. Thấy hàm ha. Mấy cái tảng đá đó chứ. Có quay lại đứng ngay gần hồ bơi quay. Làm được. Người ta nằm người ta phơi nắng thấy hàm.